Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm báo 11 giờ, hôm nay, ngày 30 tháng 4 năm 2022. Thông tin được khai thác trên báo Chính phủ, báo VOV, báo Tuổi Trẻ và báo VN Express. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp nối đà phát triển của quý 1, tình hình kinh tế xã hội tháng 4 tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Các cân đối lớn được bảo đảm và có dư, nhiều lĩnh vực đạt mức tốt hơn cả những năm trước đại dịch. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 2% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 4 tháng tăng 7,5%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản được khơi thông, mở rộng, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 4 khá sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,1% so cùng kỳ. Xuất siêu khoảng 2,53% tỷ đô la Mỹ. Du lịch phục hồi mạnh mẽ, khách quốc tế tháng 4 gấp 5,2 lần cùng kỳ, 4 tháng tăng 184,7%. Trong bảng xếp hạng chỉ số chính phủ Top Gender, năm 2022, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số bình đẳng thu nhập, tăng 33 bậc so với năm 2021, lên vị trí thứ 42. Về chỉ số thu hút đầu tư, Việt Nam cũng tăng 18 bậc lên vị trí thứ 39 chỉ số sự hài lòng với các dịch vụ công, xếp thứ 15 và bình đẳng với thứ 27. Chỉ số chính phủ Top Gender là chỉ số toàn diện nhất trên thế giới, được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính phủ quốc gia. Chỉ số này cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư nhằm nâng cao năng lực của công chức và bộ máy mà họ vận hành để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn. Đây là năm thứ hai Viện Quản trị Gender công bố chỉ số này, sau lần công bố trước vào năm 2021. Chỉ số năm nay đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp trị, quyền sở hữu trí tuệ và chống tham nhũng, cũng như đánh giá ảnh hưởng của năng lực quản trị đối với khả năng của quốc gia trong đối phó với các cuộc khủng hoảng như đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 của dân tộc ta vô cùng vẻ vang mãnh liệt là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thắng lợi của đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng Lao động Việt Nam nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn diện, tự lực, tự cường, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Đảng Lao động Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra đường lối, phương pháp cách mạng và đường lối chiến tranh nhân dân độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo và đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo bảo đảm thành công đường lối đó, giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, giữa độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, giữa lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế, động viên toàn dân, toàn quân đoàn kết tham gia kháng chiến và kiến quốc, tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại, đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Hơn nữa, chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 còn là thắng lợi của nền văn hóa Việt Nam được xây đắp từ tinh hoa văn hóa của 54 dân tộc anh em trên đất nước ta, đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, vươn lên tự khẳng định sức sống trường tồn. Đó là nền văn hóa bắt nguồn từ lòng yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước, yêu độc lập, tự do, hòa bình, từ lòng nhân ái, trọng chính nghĩa, ghét gian tà, thấm đượm chủ nghĩa nhân văn cao cả và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, cởi mở tiếp thu những tinh hoa của nhiều nền văn hóa thế giới. Nền văn hóa ấy ngày càng được bồi đắp và không ngừng phát huy lên tầm cao mới. Nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó là cội nguồn sức mạnh vĩ đại của ý chí và trí tuệ Việt Nam, của bản lĩnh, lòng quả cảm và cốt cách Việt Nam, tạo nên sức sống mãnh liệt của nền văn hiến Việt Nam. Trong giai đoạn cách mạng mới, dù tình hình quốc tế, khu vực luôn có những diễn biến phức tạp, khó lường, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn phải vượt qua, nhưng tầm vóc, ý nghĩa và giá trị của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước mãi trường tồn. Đó vừa là niềm tự hào, là động lực và để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 29 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ dẫn một nghiên cứu tại bang Alabama, Mỹ cho biết virus Adeno 41 có thể là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em.
Theo hãng tin AFP, nghiên cứu của CDC Mỹ cho thấy 9 trẻ em từ 1 đến 6 tuổi mắc bệnh viêm gan bí ẩn tại bang Alabama đều dương tính với virus Adeno-41. Cơ quan y tế Mỹ cho biết, virus Adeno-41 được biết là nguyên nhân gây viêm dạ dày ruột, một bệnh viêm ruột gây tiêu chảy, đôi khi nôn mửa. CDC Mỹ nói thêm rằng, virus này không thường được coi là nguyên nhân gây viêm gan ở trẻ khỏe mạnh. Tuy nhiên, giới chức CDC Mỹ đã loại trừ việc những trẻ em này mắc các căn bệnh khác, trong đó có COVID-19, viêm gan A, B và C, bệnh viêm gan tự miễn và bệnh Wilson. Hôm 29 tháng 4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cảnh báo người dân hãy chuẩn bị tinh thần cho các cuộc xét nghiệm trên diện rộng và mở rộng phong tỏa nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19 do biến thể Omicron. Thủ đô Trung Quốc ra lệnh đóng cửa thêm nhiều công ty và tòa nhà dân cư. Giới hữu trách đang đẩy nhanh nỗ lực phát hiện và truy vết ca COVID-19 tại thành phố thủ đô. Theo ghi nhận của Reuters, tại một khu dân cư Bắc Kinh, bên ngoài được gắn bảng thông báo với dòng chữ chỉ được vào, không được ra. Một ngày trước, thành phố Quảng Châu hủy hàng trăm chuyến bay và bắt đầu xét nghiệm 5,7 triệu người sau khi ghi nhận một ca COVID-19. Hiện có khoảng 46 thành phố của Trung Quốc đang trong tình trạng bị phong tỏa một phần hoặc hoàn toàn, gây ảnh hưởng cuộc sống của 343 triệu người. Yoko Widodo, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh trong cuộc họp báo chung ở thành phố Bogor, ở phía nam Jakarta, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Widodo rằng chúng ta đang đối mặt nhiều thách thức, trong đó có những tình hình Ukraine, Biển Qua Đông, Biển Đông, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, và việc duy trì, củng cố trật tự quốc tế mở, tự do và dựa trên luật ngày càng trở nên quan trọng. Nga xác nhận đã dùng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ máy bay phá hủy nhà máy sản xuất tên lửa của Ukraine tại Kiev. Vụ tấn công xảy ra ngay khi chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc diễn ra. Kiev bị tấn công bằng hai quả tên lửa hành trình vào tối 28 tháng 4. Phía Ukraine nói vụ việc khiến ít nhất 10 người bị thương và một người thiệt mạng, phá hủy tòa chung cư 25 tầng tại quận Shevchenkivkai. Vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại thủ đô của Ukraine. Theo đó, trong cuộc họp báo tại đây, ông Guterres thừa nhận Hội đồng Bảo an đã không làm hết chức trách để ngăn chặn và chấm dứt cuộc chiến. Sau một mùa đông dài lạnh lẽo, lại bị ảnh hưởng bởi COVID-19, châu Âu bước vào mùa xuân với một khí thế mới. Sắc hoa bắt đầu tràn ngập muôn nơi, thấp thoáng những tà áo dài tha thướt tại công viên Langelini đang mặc. Có lẽ đối với mỗi người con đất Việt, dù có đi xa bất cứ nơi đâu, mỗi khi bắt gặp nét tha thướt tà áo dài, đều như thấy quê hương Việt trong lòng mình ở đó. Những ca từ bài hát Một Thoáng Quê Hương của nhạc sĩ Từ Huy Thanh Tùng cũng miêu tả đẹp biết bao của quê hương cho ta chiếc áo nhiệm màu, dù ở đâu, Paris, London hay ở những miền xa. Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Thưa quý vị, không chỉ với người Việt mà với nhiều khách quốc tế, hễ nhìn thấy áo dài là nhớ ngay đến con người, văn hóa Việt Nam. Nhiều du khách tỏ ra phấn khích, tiến đến hỏi chuyện, khoe đã nhiều lần đi thăm Việt Nam. Thật tự hào biết bao, tà áo dài thân thương, niềm tự hào dân tộc. Đã thành thông lệ, phụ nữ Việt Nam, bất kể ở độ tuổi nào, sống và làm việc tại Đan Mạch thường mặc áo dài đi chụp hình khi trời nắng ấm, dưới tán lá cây đẹp đẽ. Phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài thướt tha làm cho hình ảnh Việt Nam bỗng trở nên thân thiện và đẹp hơn trong mắt người dân Đan Mạch. Hình ảnh công viên, ghế đá, hàng cây, bầu trời trong xanh ở Đan Mạch vì thế mà cũng trở nên gần gũi, thân thương hơn với những người con xa xứ. Nhờ những tà áo dài, dường như mối quan hệ hai quốc gia Việt Nam và Đan Mạch được gắn bó hơn, thân mật hơn. Mỗi khi có sự kiện hội tụ đông người trên đất nước Đan Mạch, chị em, kể cả các bé còn nhỏ, cũng rủ nhau diện những bộ áo dài đủ sắc màu, mềm mại, uyển chuyển để cùng nhau khoe dáng. Nhìn thấy tà áo dài là nhìn thấy mùa xuân, là thấy niềm vui, hạnh phúc dù ở bất cứ đâu. Mời các bạn tìm đọc bài viết trên báo điện tử thanhniên.vn. Nằm ở Hồ Gươm, trái tim của Hà Nội, cầu Thê Húc là điểm đến không thể bỏ qua của mọi du khách trong và ngoài nước khi đến chơi thủ đô. Hình ảnh cây cầu cong đó như con tôm in sâu vào tâm thức người Hà Nội. Tên gọi Thê Húc nghĩa là giọt ánh sáng đậu lại hay ngưng tụ hào quang.
cầu gắn với đền Ngọc Sơn di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Cầu Long Biên được gọi là chứng nhân lịch sử của Hà Nội. Nhờ nét cổ kính và thiết kế độc đáo, cầu là điểm check-in không thể bỏ qua của du khách. Cầu được xây dựng năm 1899 và khánh thành năm 1902, dài hơn 2 km. Ngoài yếu tố lịch sử, điểm đặc biệt của cây cầu này là các xe lưu thông theo làn đường tay trái. Du khách nước ngoài đặc biệt yêu thích cây cầu này. Cầu Trường Tiền có lịch sử hơn 100 năm, được coi là một trong những biểu tượng của cố đô Huế. Đây là một trong những cây cầu đầu tiên được xây dựng ở Đông Dương, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 theo kỹ thuật và vật liệu mới của phương Tây với kết cấu thép vững chắc. Cầu Rồng là điểm không thể không ghé thăm của du khách khi đến Đà Nẵng. Cây cầu có kiến trúc độc đáo với hình dáng rồng vương mình bay ra biển, có thể phun nước và lửa, được thực hiện vào cuối tuần tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Cầu Rồng được nhiều tạp chí chuyên ngành giao thông và du lịch đánh giá là một trong những cây cầu độc đáo nhất trên thế giới. Chùa cầu ở Hội An, Quảng Nam xuất hiện trên tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng của Việt Nam. Đây là điều khiến nhiều du khách quốc tế tò mò, muốn check-in với địa điểm thú vị này. Được xây từ đầu thế kỷ 17 với kiến trúc độc đáo, đây được coi là biểu tượng, linh hồn di sản của đô thị cổ Hội An. Cầu ban đầu được khởi dựng bởi các thương nhân người Nhật Bản vào khoảng giữa thế kỷ 16, nên còn có tên gọi là cầu Nhật Bản. Theo truyền thuyết, công trình là vật trấn yểm con cù, một loài thủy quái có đầu ở Ấn Độ, mình ở Việt Nam và đuôi ở Nhật Bản. Mỗi lần con cù cựa quậy là gây ra lũ lụt, động đất ở những nơi này. Tiếp đến hành trình ghé thăm Chợ Nổi, một trải nghiệm du lịch không thể bỏ qua ở Cần Thơ là ngắm cầu Cần Thơ lên đèn. Cầu dây văng Cần Thơ hoàn thành năm 2010, có chiều dài toàn tuyến 15,85 km trong đó, phần cầu chính dài 2,75 km. Đây là một trong những biểu tượng nổi tiếng của Tây Đồ, bắc ngang sông Hậu, nối liền hai tỉnh Cần Thơ và Vĩnh Long. Cuối cùng là cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, khánh thành vào 28 tháng 4, sông đã thu hút nhiều bạn trẻ, khách du lịch đến để check-in từ công viên Bến Bạch Đằng. Cây cầu mang lại nhiều nét hiện đại cho thành phố Hồ Chí Minh, khi đằng sau là tòa landmark 81 cao nhất Việt Nam. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.